Nam mô Nhật Từ Bồ Tát Ba Tát. Giờ thầy đi đâu thầy cũng xưng Bồ Tát Nhật Từ hết. Hoặc là các Phật tử thầy bây giờ quy với thầy là 80.000 người rồi. Chỉ cần tôn vinh là mỗi lần thầy giảng đứng xuống Nam mô Nhật Từ Bồ Tát Ba Tát. Cái thói thường của con người đó là mình muốn nương tựa vào những vị có đẳng cấp cao. Thì Tây Tạng ta phương tiện về vấn đề đó, Phật cái việc nào không cho. Chứ còn cách làm của Tây Tạng nó không phù hợp với giới luật Phật dạy. Tức là các vị cao tăng xem như là quá thân Phật, các vị dưới cấp chút xíu là quá thân Bồ Tát. Hỏi ai mà không kính đại Phật, không kính đại Bồ Tát. Và bằng cách đó, đạo Phật Tây Tạng truyền bá nhanh chóng trên toàn cầu. Còn các tu sĩ Phật giáo chúng ta là giữ đúng giới luật Phật dạy thì bị quần chúng xem thường. Bữa nay thầy nói hơi quạch trạc chút xíu á, nói để quý vị hiểu. Chứ còn nếu bây giờ thầy đi đâu thầy cũng xưng Bồ Tát Nhật Từ hết. Hoặc là các Phật tử thầy bây giờ quy với thầy là 80.000 người rồi. Chỉ cần tôn vinh là mỗi lần thầy giảng đứng xuống làm cò mò chừng vài lần thôi, Nam mô Nhật Từ Bồ Tát Ba Tát. Quay cái đó vô rồi nổi như cồn luôn. Trong giới luật của tỳ kheo, tức là đại đức trở lên đó, và tỳ kheo ni, tức là sư cô trở lên, thì bất cứ tu sĩ nào tự cho mình chứng thánh quả là quá thân Bồ Tát, quá thân Phật, đang khi mình không là như thế thì phạm tội ba la di. Từ thời điểm đó, nhất là thời điểm mà bị tăng đoàn hợp lại để công bố trở đi, thì người đó mất tư cách tu sĩ vĩnh viễn, bị trục xuất, không còn làm tu sĩ nữa, và suốt cả một kiếp người đời đó không được quay lại làm người tu nữa. Đó là khung hình phạt mà được luật Phật do chính Đức Phật chế định. Đức Phật đưa ra cái ảnh dụ cũng giống như cây dừa, cây cao mà bị chặt đứt gọn là chết, chứ không có tái phục hồi được. Tất cả các loại cây khác khi bị chặt nhánh, nhất là những cây mạnh như là cây bồ đề, cây đa, rồi cây hoa sữa, nhiều chủng loại cây bị chặt nó ra nhánh mới, nha. Sau đó những cái chỗ mà bị chặt nó sẽ ra thành cái gù, là vỏ nó bọc trở lại, thì cái cây đó sống dài lắm. Trong đó có cây xà cừ. Còn riêng cây dừa, cây cao mà chặt đứt gọn là chết, không thể sống được. Đức Phật nói người mà tự ngôn chứng thánh nó cũng như thế. Thì cộng đồng tu sĩ Phật Việt Nam trong lịch sử 2000 năm tại nước Việt Nam giữ rất tốt vấn đề này. Thì nói như vậy để chúng ta thấy các tu sĩ Phật giáo Việt Nam làm rất tốt vấn đề đó. Kính mong mọi người tìm hiểu kỹ các thông tin chính thống và chính xác, không nên tin những clip bị cắt xén, cố tình dựng chuyện, xuyên tạc và xúc phạm thầy Nhật Từ. Hãy cùng nhau lên án và chống lại sự sai trái.